hợp tin tức giáo hội trong tuần qua từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9. càng hôm 5 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh thông báo vào ngày 3 tháng 10 tới đây tại Assisi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ký thông điệp thứ ba trong triều đại giáo hoàng của ngài. Thông điệp có tựa đề Tất cả anh chị em sẽ tập trung vào đề tài huynh đệ con người và tình bạn xã hội. Thông điệp đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào năm 2013 có tên Lumen Fidei, ánh sáng đức tin được khởi đầu bởi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 vào năm 2015, Đức Thánh Cha ban hành thông điệp thứ hai có tên Laudato Si. Tựa đề ấy được lấy từ bài ca mặt trời của Thánh Francisco Assisi, ngợi khen Thiên Chúa sáng tạo. Cuộc viếng thăm vào tháng 10 tới đây sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha ra khỏi Roma kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Ý. Đây cũng là lần thứ tư ngày viếng thăm Assisi, sau những lần vào ngày 4 tháng 10 năm 2013, ngày 4 tháng 8 và 20 tháng 9 năm 2016. Vatican, Đức Thanh Cha quan tâm đến các hoạt động cho việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2023. Ngài vẫn đang âm thầm và vui mừng theo dõi việc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới này. Đức Thanh Cha nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ và cũng nhắc nhở mọi người đừng quên chiều kích tình liên đới trong sự kiện này. Đức Cha Auguia, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisbon và cũng là trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon năm 2023, đã cho biết như trên sau cuộc gặp với Đức Thanh Cha tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần thứ tư ngày 2 tháng 9 vừa qua. Ngày quốc tế giới trẻ ở Lisbon ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2022, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19. Việc chuyển trao các biểu tượng của Ngày quốc tế giới trẻ gồm thánh giá và ảnh đức mẹ cho giới trẻ Bồ Đào Nha cũng bị hoãn lại. Vatican, ngày 9 tháng 9, Bộ Giáo dục Công giáo đã gửi thư cho các trường học mời gọi những người có trách nhiệm trong lĩnh vực này khi giáo dục cần tập trung vào mối tương quan với con người cụ thể và thực tế, Điều quan trọng trong giáo dục là phải đặt con người ở trung tâm trong các hoạt động giáo dục. Con người cụ thể và thực tế là linh hồn của các giai đoạn giáo dục cũng như là nguồn sống vô tận do bản chất tương quan cộng đoàn luôn hướng về việc mở ra hiệp thông với Thiên Chúa và với người khác. Liên quan đến mục đích của giáo dục, Thánh Bộ nhắc các trường công giáo phải hướng các học sinh đến sự phục vụ. Điểm cuối cùng được Bộ Giáo dục Công giáo nói đến là cần phải có sự liên kết với nhau giữa các hoạt động giáo dục. Nhờ đó, mọi người có thể tìm ra hướng đi chung trong khủng hoảng. Hồng Kông, Trung thu năm nay, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục giáo phận Hồng Kông, sẽ không thể phân phát bánh trung thu cho các tù nhân. Các nhà quản lý nhà tù đã rút giấy phép. Trên trang blog của mình, Đức Hồng Y cho biết Tết Trung thu năm nay hơn lạnh lẽo vì việc tặng bánh bị ngăn chặn. Từ những ngày cuối tháng 8, Đức Hồng Y đã phát động chiến dịch quyên góp để mua bánh trung thu cho các tù nhân. Bánh sẽ được phân phát trước ngày 1 tháng 10, ngày chính của Tết Trung thu. Nhưng một tuần sau đó, ngài thông báo rằng Chiến dịch tặng bánh cho tù nhân bị hủy bỏ do một số vấn đề. Ngài cũng cho biết số bánh đã mua sẽ được tặng cho các tổ chức bác ái. Praha Hôm 10 tháng 9, tại Diễn đàn Kinh tế và Môi trường lần thứ 28 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Tổng giám mục Sarkle Balvo, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Séc, trưởng phái đoàn Vatican đã tuyên bố tham nhũng là mối nguy thực sự đối với hòa bình và an ninh. Chúng ta cần phải thành thật nhận ra rằng ở các mức độ khác nhau, tham nhũng đã xảy ra ở các quốc gia tham gia tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Chỉ khi nhận ra sự tồn tại của tai họa này, chúng ta mới có thể chống lại nó. Đức Tổng giám mục Ban Vô kêu gọi đấu tranh chống tham nhũng bằng văn hóa, giáo dục, đào tạo, sự tham gia của người dân, bởi vì luật là cần thiết nhưng chưa đủ. Ngài kết luận, điều cần thiết là hành động với lòng can đảm để lay chuyển lương tâm, để họ vượt qua sự thờ ơ lan rộng đến nhận thức tính nghiêm trọng của những hiện tượng này nhằm chống lại chúng. Vatican, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khi về đến thủ đô Manila, Philippines vào ngày 10 tháng 9. Ngày 11 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh xác nhận rằng Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi xét nghiệm họng bằng tam bông vào ngày 10 tháng 9 khi đến Manila. Ông Bruni cũng cho biết Đức Hồng Y đã làm xét nghiệm tam bông ở Roma ngày 7 tháng 9 và có kết quả âm tính. Trong khi đó, Đức tổng giám mục Jorgensenfai, chủ tịch Phủ giáo hoàng cũng phải nhập viện vì thận của ngài có vấn đề trầm trọng. Thánh địa. Các Kitô hữu trên toàn thế giới được mời gọi đóng góp cho cuộc lạc quyên vì thánh địa được tổ chức vào ngày chủ nhật 13 tháng 9. Cuộc lạc quyên hàng năm là nguồn hỗ trợ chính giúp các Kitô hữu tại thánh địa có thể tiếp tục ở lại nơi này để sống đức tin và làm chứng tá cho Chúa, cũng như giúp các tin hữu hành hương thánh địa. Vatican, thứ năm ngày 10 tháng 9. Bưu điện Vatican đã cho phát hành một số tem kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong giáo huấn của Đức Thánh Cha như năm dành cho Laudato Si và 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bờ Biển Nga, đặc biệt bì thư với nội dung vinh danh các vị tử đạo và anh hùng trong đại dịch. Cha nhấn mạnh rằng việc phát hành tem của Tòa Thánh có nhiệm vụ truyền đạt và phổ biến giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và như thế, một con tem bưu chính cũng trở thành biểu tượng của một sứ điệp được truyền đi khắp mọi nơi trên thế giới. <laughs>